섬섬의 주인 이스트 타오기요 autumn 아니 관할로 라 난 영미 훈 저부터 300 그램이 훈 너 초이즈레 오이 또아레 오이 인구레 영미 훈 또라빈 너 조성 아치레 chỉ có chế này hoa nó em hay chỉ thấu kéo này hoa nó hay chỉ lấy teaspoon nó khi thấu xanh dốc kéo em tự ai kéo mì hun thấu xanh với sẽ hè yeast em có lọc tiểu yeast này yeast tự bị hoạt tổ lá này yeast tổ khi à tổ lô khi Greek yogurt sản thấu kéo nó dốc yếu hay nó thấu kéo Vì lắng hề butter lo Mình hề nùi ý rồi Anh ấy khoan butter nhỉ Lớt tục kéo Mai xong tình Y rô tin năn Y tự ai nùi nùi nhỉ khoan Nó, y butter này khoan Mà được, y kêu á, đã gắm khoan Quý á chị tiêm chên Sẽ xăm tầm bộ mì hút nông Nó khoa Đuôi chỗ quy liệu lắm Chỗ lặng liệu, xí liệu, mì khoa nông Tiêu, nuôi nuôi như này khoa Cái nó tự xay chiên nữa lắm có ít tiếng siêu thấu xanh á hoa nó nè nè yêu khuy khi lại chỉ lấy siêu liêu bỏ tầm bộ yêu hẹp tôi lấy tiếng người lâu hẹp pinya pinya thấu xanh mà bằng sẵn yêu Nó ít khuẩn em hoàn tiêu Ít bị tiêu ấy Nếu Đi ăn trước kia nè Sao xí chọc hình chinh nè hoan Ta lại pinh Nè, xị á Đi khó lúc Nui nui á Đi lại pinh xị nè hoan lúc Mới chế chế á Tạm bộ yếu Chị chị y Nói hoa chỗ chí xê Nói hoa chí xó Nói hoa tập pinh này hắn khám đi này hắn chị đi đúng theo tổ hè cho bé nó tin anh đi để sai chị phơi cà ri đá là bù lại kè phơi tí tí có biết mẹ sai tiếc nhiều khám trẻ đúng chị đây tạm má hè chí xế chiếc mẹ nè ờ nó à đi khoan nó nè rồi tin ăn phang hỗ trợ q cô hãy chia sẻ ní cô cả hỗ trợ luôn thank you for watching xin chào